lan màu hồ điệp mini nhé cả nhà nhé. Đấy, đây là một cây trưởng thành đã cho hoa rồi. Và cái cây nhà em thì đây là bây giờ hiện tại là cây giống cho mọi người, được chưa? Giá chỉ là 15.000 đồng một cây thôi. Đấy, 15.000 đồng một cây. Và phí ship đồng giá cho em là 35.000 nhé. Đấy, rất là nhiều màu hoa luôn cho các bác lựa chọn. Đấy, nhiều màu hoa. Và dòng này là đây năm nay nó đang cho hoa bói nên là số lượng bông nó được ít màu thôi. Đấy, nó có màu trắng này, màu hồng kẹ này, màu tím này. Được chưa? Em sẽ cho mọi người xem nhá. Tím này, màu trắng này, màu trắng pha hồng nhá. Đó, màu vàng này, vàng này, xanh táo này, màu đỏ nhá mọi người. Và màu đốm, tổng có 5 màu hoa. Được chưa? 5 màu hoa nhá mọi người. Đây, cây rất là đẹp luôn. Bộ rễ cực kỳ khỏe, lá thì rất là sum xuê luôn cho mọi người. Được chưa? Đó, 15.000 đồng một cây cho em. 15.000 đồng nhé mọi người. Đó, đây là hồ điệp này. Hồ điệp mini phân cành nhá. Đấy, những bông đang có những cái cây nó đang gọi là chúm chím nở được 1-2 bông rồi. Đó, đây. 15.000 đồng một cây. Được chưa? Có nhiều màu hoa nhé mọi người. Và em ship cái này từ 10 cây. Ship 10 cây nhá, có đủ các màu. Có 6 màu hoa. Đó. 6 màu hoa. Mỗi một cây là một kiểu lá khác nhau đây. Rất là xinh luôn nhá. Còn số lượng rất là ít cho mọi người thôi. Đấy. Cây từ 3 lá trở lên. Giá là 15.000 đồng một cây. Lá không lỗi, được chưa? Lá không lỗi nha mọi người. Cực kỳ xinh này, đang ra lá búp rất là đẹp như này. 15.000 đồng một cây. Và phí ship cho em đồng giá là 35.000 nhá. Phí ship đồng giá là 35.000. Mỗi cây là một màu hoa khác nhau. Được chưa? Đó, mọi người mua hàng mọi người để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0974702106 cho em. Màu hoa em sẽ cho mọi người xem lại một lần nữa này. Màu hồng, màu trắng hồng này. Đấy, mãn thiên hồng này. Vàng này. Xanh táo này, đỏ. Đốm này, được chưa? 15.000 đồng một cây. 15.000 đồng một cây và phí ship là 35.000. Em ship từ 10 cây nhá. Ship từ 10 cây này. Đấy, số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0974702106. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại hoặc là comment số điện thoại trên bài viết là nhà em sẽ gọi điện lại liên hệ với mình nhá. Đó, 15.000 đồng một cây. Mỗi cây một sắc thái với lá khác nhau nhá. Đó. Đấy, một sắc thái lá khác nhau đây. Ok chưa cả nhà? Có rất là nhiều luôn. Có khoảng 6 màu hoa. 6 màu hoa nha cả nhà. Đó. Đấy, mọi người mua hàng mọi người liên hệ trực tiếp qua em hoặc là để lại số điện thoại trên bài viết là bên em sẽ liên hệ lại cho mình nhá. 15.000 đồng một cây thôi. Cực kỳ là xinh luôn. Đó. Em xin chào mọi người ạ.